Hello Khánh Linh. Hello. Ok. Sao hôm qua không vào học thế con? Quên à? Mẹ quên không nhắc à? Vâng. Ok. Lần sau mẹ quên thì chịu. Dạo này con tranh thủ, con chưa đi học thì con tranh thủ học nhiều lên một chút để trong năm mình sẽ học ít đi nhá. Không phải học ít đi mà mình một số buổi thì mình có thể nghỉ. Ok, nào bây giờ cô chia sẻ màn hình luôn nhá. Thấy Linh nhìn thấy màn hình chưa? Rồi ạ. Đã học về học lại về thì hiện tại tiếp diễn chưa? Rồi ạ. Câu hỏi này, công thức của thì hiện tại tiếp diễn là gì? Công thức của thì sẽ là S cộng to be cộng phúc anh ạ. Nhớ À nhá. nhập chủ ngữ Bước cộng gì? to be cộng verb in. Rồi chưa? Nào, thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả nó có hai cách sử dụng. Đến hiện tại khi cô dạy thì nó có hai cách sử dụng. Thứ nhất là diễn tả một cái hành động nó đang xảy ra tại thời điểm nói, tại thời điểm hiện tại. Cách sử dụng thứ hai là nó sẽ dùng để chỉ một cái hành động trong tương lai nhưng mà đã lên kế hoạch từ trước, được chưa nào? Nào, đọc lại cái từ hôm trước cô đã dạy nào. Fire. Firework. Firework. Competition. Competition. Greyhound. Greyhound. Racing. Racing. Field trip. Field Temple. Temple. Volunteer. Volunteer. Independent. Independent. Curious. Curious. Freedom. Không nghe gì cả. Đọc lại cho cô nhá. Thử đọc lại nào. Freedom Love loving. Rồi. Responsible. responsible, Reliable. reliable, Ok, rồi. Tốt. Nào, tiếp theo. Resist page from 14 magazine. Hãy đọc những cái trang này từ tạp chí 14, tạp chí tuổi trẻ đấy, được chưa? Bạn đầu tiên là Adair, York, Nigeria. Ở đây là Nigeria là cái đất nước mà bạn đang sống, được chưa? York thì chắc là một cái thành phố, Yobe là một cái thành phố của đất nước Nigeria, được chưa? Nigeria đấy, được chưa? Birthday của bạn đây là the 15th of May, được chưa nào? On Saturday, I'm helping my parents in the field and usual. Then on Sunday, we're singing at our village choir club. It's so exciting. Được chưa nào? Cô dịch nhá. Trước tiên trả lời cho cô đã. Saturday là thứ mấy? Anh Ninh. Anh Ninh ơi. Tập trung vào con. Saturday là thứ mấy? Thứ mấy? Khánh Linh không thuộc thứ à? Nào, thì bây giờ học lại thứ. Đầu tiên nó có thứ hai. Thứ hai là gì? Monday. Monday. Thứ hai. Thứ ba là gì? Là Tuesday. Tuesday. Thứ tư là gì? Thứ tư là quên Ok. Wednesday. Năm là gì?
Mình đáp là là Thursday. Sáu là gì? Thứ sáu là Friday. Friday. Bảy là gì? À, Saturday. Đúng rồi, Saturday. Và chủ nhật là Sunday. Đọc lại nào. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Saturday. Ok, ghi vào vậy về nhau thuộc cho cô thứ. Ghi đi con. Cô có sắp rồi. Ok, rồi tiếp nha. Nào, bây giờ cô dịch cái bạn đầu tiên nhá. Vào thứ bảy này. Vâng. Ừ. Vào thứ bảy tôi giúp đỡ bố mẹ trên cánh đồng như thường lệ. Và sau đó vào chủ nhật chúng tôi hát cùng nhau tại một cái câu lạc bộ đồng quê của vui làng. Thật là thú vị. Được chưa? Bạn thứ hai là bạn Vinh đến từ Đà Nẵng, Việt Nam. Ok. Và cái birthday nghĩa là ngày sinh nhật của bạn ấy là ngày mùng 7 tháng tháng mấy đây? Tháng 12, được chưa? The 7th of December, được chưa? I'm going to my English club this Saturday. Then on Sunday I'm going to Han River with my parents to watch the international firework competition. You can watch it live on TV. Tôi chuẩn bị tới câu lạc bộ tiếng Anh vào thứ bảy này. Và sau đó vào chủ nhật tôi sẽ tới sông Hàn để cùng bố mẹ tôi xem gọi là cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế. Bạn có thể xem nó trực tiếp trên TV. Được chưa? Bạn tiếp theo là bạn John tới từ Cambridge, thành phố Cambridge của nước Anh. Cambridge, England. Được chưa? Và birthday của bạn là ngày 26 tháng 2. The 26th of tháng 2 là gì? Là February, được chưa? The 26th of February, được chưa? This Saturday, I'm doing the gardening with my mom.
Then on Sunday, my parents are taking me to London to see the greyhound racing. It's my birthday present. Được chưa? Ở đây nó có nhắc về từ greyhound. Nhắc lại cho cô, greyhound có nghĩa là gì? Là gì, Khánh Linh? Là đang nhìn cái gì đấy? Tập trung vào con. Greyhound là gì? Xác rồi. Nhắc cho cô nào, greyhound là gì? Greyhound là lát rồi của Khánh Linh bị lạc tiếp con này. Là gì có nhớ không? Thế mà từ nãy giờ cứ ngồi không tập trung nhìn cái gì ấy. Nó là chó săn thỏ. Vào thứ bảy này tôi sẽ làm vườn cùng với mẹ. Sau đó vào chủ nhật bố mẹ tôi sẽ dẫn tôi tới London để xem cuộc đua chó săn thỏ. Và đó là cái quà sinh nhật của tôi. Được chưa? Tiếp theo là bạn Trôm. Tập trung vào, cô sẽ hỏi bất cứ lúc nào đấy. À, địa điểm của bạn là New York, US. Thành phố New York của nước Mỹ. First day là the night the cái gì nhỉ? tự nhiên cùng cô quên cách giảm xuống 19 chứ. 19. Now, 19 of January. Được chưa? Our school is visiting a fire station in the neighborhood this Saturday. It's a field trip for our project. We are talking to firefighters and checking out different fire trucks. On Sunday, I'm going to movies with my friends. That's great. Trường học của tôi đang đi thăm một cái gọi là một cái khu cứu hỏa tại một cái khu vực lân cận vào thứ bảy. Nó là một cái cánh đồng. Đó kia là một cái chuyến đi cho cái dự án của chúng tôi. Chúng tôi đang nói chuyện với những cái nhân viên, những cái chú lính cứu hỏa và kiểm tra xem xét những cái xe tải khác nhau.